Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay bên shop em lại giới thiệu cho các bác các mẫu loa nhé. Mẫu loa bên hiện tại shop đang có 2 này, 4, 6, 8, 9. 9 loại mẫu loa nhé. 9 loại mẫu loa. Đấy. Đấy, AT101, AT100, Q92 Bluetooth, Q92 không Bluetooth. Và Q93. Đấy. Hàng Samsung VS898, đằng Samsung VS998 nhé. Bên em chuyên cung cấp bán lẻ bán sỉ cho tất cả các shop nhé. Bên em về rất chi là nhiều. Đấy, em chỉ trưng bày một số mẫu loa ở đây cho các bác xem thôi nhé. Đấy, và hàng loại 1 nhé, bên em là chỉ cung cấp bán hàng loại 1 nhé, hàng mới nhất nhé, tiếng phiên bản tiếng Anh nhé, các bác rất dễ sử dụng này, hàng rất chi là xịn sò nhé, bao hàng loại 1 cho các bác nhé, đến nơi các bác mua hàng được kiểm tra hàng nhé, trước khi thanh toán đấy. Đây em bóc xem cái hàng VS898 nhé, cái hàng phổ thông nhé. Hàng phổ thông giá rất chi là bình dân nhé, được nhiều bác tin tưởng sử dụng nhiều nhất đấy. Bắt Bluetooth đài FM, nghe nhạc radio đấy. Hàng loại 1 đấy. Các bác nhìn giúp em hàng loại 1 nhé, tem mác đầy đủ nhé, hàng phiên bản mới nhất tiếng Anh nhé đấy. Phụ kiện đi kèm của nó này, một túi, một mít trợ giảng này, pin này, điều khiển này, một cái điều khiển này, một cục sạc này, một dây đeo loa nhé, và một túi đeo loa này. Hàng zin nhé, hàng rất chi là xịn sò nhé. Bác nào quan tâm mẫu nào hãy inbox cho em nhé. Loa bên em là chuyên cung cấp sỉ lẻ trên toàn quốc nhé. Giá rẻ nhất, bao rẻ rẻ trên thị trường nhé. Hàng rất chi xịn sò đây. Còn model Q92 có Bluetooth nhé. Q92 Bluetooth. Đây. Phụ kiện nguyên đai nguyên hộp này. Em bóc cho các bác xem. Dây sạc điều khiển này. Một dây sạc loa nhé. Dây sạc loa. Một kiện thêm là một túi đeo loa nhé. Chia xịn sò con bò nhé. Bác nào quan tâm đến mẫu loa nào, bên em có đủ cả nhé. Bác nào quan tâm mẫu loa nào hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của shop để trên tiêu đề nhé. Một video ngắn em làm đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.